À, kính thưa quý vị, và bây giờ là một nghệ sĩ nữa. Có một giọng hát mà hồi nãy tôi có giới thiệu. Ông này coi nhiều là ông chơi nhiều đó. Coi như là một giọng hát mà phải nói là người ta xài, đôi khi người ta xài 10.000, có xài người ta để dành 9.500, ông uống tới 10.000 luôn. Nhanh, ông đi tới lên đỉnh luôn đó. Nghệ sĩ Đức Tài, đâu đây? Em xin mời anh Đức Tài. Mặc dù năm nay cũng rất lớn tuổi rồi, U70 rồi, nhưng mà ca còn ngon lắm. Em mà mời anh. Còn gì hả? À, có nghĩa là anh Đức Tài muốn hát với một cái giọng hát đặc biệt, ngọt ngào, trầm ấm, rõ ràng mà quý vị đang yêu mến hiện nay. Vâng, đó là nữ nghệ sĩ Hồ Tú Cẩm Thiên. Dạ, hôm nay thì Cẩm Thiên đến đây để chia buồn cùng với gia đình, và cũng đốt một cái nén nhang để tiễn linh hồn của anh Minh Thùy về nơi yên nghỉ cuối cùng. À, thật sự thì ngày xưa khi mà mới đi hát, Cẩm Thiên cũng có lên Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố cũng đã có làm việc với anh một hai lần. À, mặc dù sau này anh em không có gặp gỡ với nhau, không có duyên để hợp tác với nhau, nhưng mà Cẩm Thiên cảm thấy rất là mến anh, vì anh là một người anh, cũng là một người thầy, và anh có một cái tính cách rất là yêu thương tất cả các em, các anh em nghệ sĩ, và đặc biệt là những người ở dưới quê mới lên. Lúc nào anh cũng thương yêu, anh nâng đỡ, anh chia sẻ, và đặc biệt là anh luôn mời tới để đi thu những cái bài hát. Mặc dù những bài hát không phải anh viết, nhưng mà vì anh là làm biên tập, cho nên là anh mời những đứa em, những đứa cháu đến để hát, để thu băng, để tạo cho một cái dấu ấn bằng những bài hát. Là anh Đức Tài đây, anh Đức Tài thu của anh Thùy rất là nhiều. Mỗi lần mà tới giờ 12 giờ trưa mở radio lên đó thì nghe là anh Đức Tài hát, và sau đó là giới thiệu là biên tập Minh Thùy, đúng không? Thôi thì hôm nay Cẩm Thiên cũng đến đây, hai anh em sẽ hát một bài hát để trước hết là để cho anh nghe, cho anh Minh Thùy nghe một lần cuối, và phục vụ cho quý bà con cô bác nghe nó cảm động quá trời mưa luôn nè. Với một cái bài hát được mang tên là Cung Đàn Mới. Ôi đã bao năm rừng thương núi nhớ, tiếng nhạc đàn trưng dội theo ta đó mà bóng người đi dời dời. Về nhà nhớ cũng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà còn cay vậy đó. 81